Khi thám hiểm ngoài rừng hoang, việc ngủ trên cây có lẽ là một lựa chọn không tồi. Bởi vì ngủ trên đó không lo sợ bị thú dữ ăn thịt. Chủ đề của chương trình Bootstrap Build-off lần này là phải xây dựng một căn nhà cách mặt đất 1,5m. Người chủ trì chương trình này là Matt đã gọi tới hai người khách mời của chương trình. Một người là Kat Bickney, một người còn lại tên là Tezi Zostis. Trong 7 ngày, hai người này sẽ đối đầu với nhau trong việc xây dựng căn nhà. Người giành chiến thắng sẽ nhận được một số tiền thưởng hấp dẫn. Chương trình đã sắp xếp sẵn hai địa điểm trong trận đấu. Mỗi nơi đều có những ưu và nhược điểm riêng. Trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ sẽ có một trận thi đấu nhỏ. Đội giành chiến thắng sẽ được quyền ưu tiên. Việc xây dựng nhà trên cao cần kỹ năng phải rất điêu luyện. Matt treo một cái sừng ngai trên một cành cây cách mặt đất 3,7m. Hai đấu thủ của chúng ta sẽ phải tự tìm cách chế thang và lấy được cái sừng xuống. Người mang sừng về trước là người chiến thắng. Zostis dự tính là một cái thang chữ A để hoàn thành nhiệm vụ, trong khi Kat thì muốn là một cái thang ba chân. Nghe thì có vẻ như cách Kat lựa chọn sẽ đơn giản hơn. Đúng là như thế. Bởi vì Zostis chưa làm xong cái thang thì Kat đã lấy được cái sừng. Sau đó, Matt giới thiệu cho bọn họ về hai địa điểm của trận đấu. Một nơi là bên trong rừng cây Vân Sam. Ưu điểm của nơi này là tài nguyên phong phú. Khuyết điểm thì rất rõ ràng. Đó là mặt đất không bằng phẳng. Điều này sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc xây nhà trên cao. Địa điểm thứ hai của cuộc thi được gọi với biệt danh là Đầm Lầy Hải Ly. Ưu điểm là địa hình bằng phẳng, cũng có đủ tài nguyên gỗ phong phú. Khuyết điểm của nơi này nằm ở chỗ. Chủ đề của cuộc thi là xây nhà cách mặt đất 1,5m. Do vậy mà việc xây nhà ở địa điểm này sẽ rất tốn sức. Kat đã nắm rõ được đặc điểm của cả hai nơi này. Cô và đồng đội quyết định lựa chọn khu rừng Vân Sam. Ngày thứ nhất của cuộc thi đã bắt đầu. Kat và đồng đội quan sát địa hình xung quanh. Bọn họ nhìn trúng một cái cây lớn có đường kính là 30cm. Bọn họ quyết định sẽ lợi dụng nó để làm trụ cho ngôi nhà. Sau khi đã có trụ thì họ sẽ dùng cành gỗ đặt lên trên để tạo mặt phẳng. Phần mái nhà có thể sử dụng vỏ cây Vân Sam để làm. Sau khi có xong bản thiết kế, đội của Kat bắt đầu thu thập nguyên liệu. Giai đoạn đầu tiên là phải hoàn thành xong trụ của ngôi nhà. Độ khó khi thực hiện vượt xa so với suy nghĩ khi lên kế hoạch của Kat, bởi vì những gốc cây bọn họ lựa chọn có độ cứng vô cùng cao. Họ tốn hơn 2 tiếng đồng hồ mới tạo xong những cái rãnh để đặt thân gỗ. Đội của bọn họ nỗ lực hỗ trợ nhau để đẩy tiến độ nhanh nhất có thể. Còn đội của Zostis lúc này bao gồm anh và hai người bạn thân. Nhìn cũng đủ thấy ba người đàn ông này chất như thế nào. Zostis tiết lộ rằng bọn họ đều có kinh nghiệm phong phú. Hai người bạn của anh có kỹ năng xây dựng rất tốt. Có sự trợ giúp của họ, anh rất tự tin sẽ giành chiến thắng. Ba người lên kế hoạch và tưởng tượng ra một bản thiết kế. Họ muốn dùng ba gốc cây là trụ. Đầu tiên họ sẽ làm ra một cái sàn nhà cách mặt đất khoảng 1,5m. Bọn họ sẽ dùng những cành cây nhỏ hơn, rồi đan xen kẽ kết cấu với nhau. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian dùng dây để buộc. Phần mái nhà, họ sẽ dự định thiết kế theo dạng đường chéo, rồi sau đó dùng lá cây phủ lên. Với thiết kế như vậy, tất cả nguyên liệu họ dùng sẽ đều là gỗ của cây dương. Do vậy mà nguồn gỗ cần thu thập sẽ khá là nhiều. Cũng may là gỗ của cây dương dễ lấy hơn gỗ của cây Vân Sam. Do vậy mà đội của Zostis đang hoạt động trơn tru hơn đội của Kat. Rất nhanh thì trong ngày thứ nhất, đội của Zostis đã hoàn thành xong cái khung trụ. Ngày thứ hai, mục tiêu của Zostis là cố định sàn nhà. Việc này sẽ dễ dàng hơn là việc xây tường. Bọn họ chỉ cần lấy thân gỗ thích hợp và đặt lên khung trụ là được. Sau khi có xong sàn nhà, Zostis sẽ làm cầu thang. Có một cái thang thì sẽ giúp ích cho bọn họ rất nhiều trong việc lên xuống. Zostis tìm hai gốc cây đủ to. Sau đó anh sẽ đặt nó song song với nhau. Rồi sau đó sẽ khoét rãnh trên đó để làm bậc thang. Ai ngờ vừa thử trèo lên thì anh đã ngã. Cũng may là anh không gặp chấn thương nguy hiểm. Bọn họ chỉ đành tìm cách khác để làm lại cái thang. Zostis tìm thấy xác của một con vật gần đó. Bọn họ lấy da của nó rồi làm dây thừng. Có dây thừng, bọn họ sẽ có thể cố định bậc thang không bị trơn trượt nữa. Tới ngày thứ ba, đội của Kat lúc này mới hoàn thành sàn nhà. Tuy nhiên có vẻ như cô ấy vẫn không cảm thấy hấp tấp vội vã, bởi vì cô tự tin về kế hoạch của mình vẽ ra. Những nguyên liệu đều đã được thu thập đủ. Hơn nữa cách mà đội của cô gia cố cho ngôi nhà cũng rất đơn giản nhưng hiệu quả. Lúc này, Matt bắt đầu đi kiểm tra tiến độ của cả hai đội. Anh ta rất tán dương ý tưởng cũng như cách mà đội của Kat đang làm, bởi vì nó vừa khoa học và vừa đơn giản. Tuy nhiên Matt nói phần sàn nhà vẫn nên gia cố thêm, phải đạt được yêu cầu về trọng tải và đừng để bị sập. Cho tới ngày thứ 4, phía đội của Zostis quyết tâm hoàn thành bộ phận tường xung quanh trong ngày hôm nay, bởi vì anh ta lựa chọn cấu trúc đan xen. Do vậy mà anh ta cần dùng rất nhiều thân cây gỗ. Áp lực dành cho bọn họ đang khá là lớn. Matt đi tới kiểm tra tiến độ của bọn họ. Anh rất tán dương về kết cấu của thiết kế đan xen những thân gỗ của họ. Sàn nhà của đội Zostis chắc chắn hơn đội Kat nhiều. Tuy nhiên vì thiết kế này nên phần tường của ngôi nhà đang gặp khó khăn trong thi công. Matt nhắc nhở Zostis hãy chú ý tới tiến độ. Đội của Zostis cần nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ hơn. Bọn họ bắt đầu dùng lá cây để bịt vào những kẽ hở cũng như làm mái nhà. Thời gian tới ngày thứ 6, Kat bắt đầu làm cầu thang cho ngôi nhà, cũng giống như Zostis. Cô ấy lấy ra động vật về và chế thành dây thừng. Cho tới ngày thứ 7, cả hai đội đều gấp rút những công đoạn cuối cùng. Bọn họ gia cố nốt phần mái nhà cũng như cửa sổ. Buổi trưa, thời gian trận đấu đã hết. Tiếp theo đây là tiết mục đánh giá của Matt. Matt gọi hai tổ thi đấu tập trung. Bọn họ sẽ kiểm tra căn nhà của Kat trước. Bởi vì thời gian quá gấp rút nên một vài chi tiết nhỏ vẫn chưa được cô hoàn thành. Matt cảm thấy căn nhà của bọn họ có một nét tự nhiên. Nó chứa đầy sự nghệ thuật.
Tuy nhiên anh nghi ngờ về tính kiên cố của căn nhà này. Matt rất bất ngờ với bên trong ngôi nhà. Anh thấy tính nghệ thuật và thẩm mỹ là rất cao, ở bên trong tương đối thoải mái. Sau đó anh tới căn nhà của đội Justice. Từ bề ngoài, có thể thấy nó kiên cố hơn nhà của Kat. Tuy nhiên phần mái nhà vẫn chưa hoàn thiện tối đa. Mưa có thể sẽ khiến bên trong bị rột nước. Cuối cùng, Matt tuyên bố đội giành chiến thắng là đội của Justice. Các bạn có đồng tình với kết quả này không? Video tới đây là hết.